Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Phật Mẫu Tát Đại Chứng Minh. Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa, quý ân nhân Mạnh Thường Quân của đạo tràng chùa Minh Viên Huệ Nhẫn kính mến. Hôm nay việc nhà đã xong, tiếp tục làm việc nước. Thưa quý vị, trong mấy ngày qua, quý vị đã nhiệt tâm trợ duyên giúp đỡ để sửa sang lại điện Tam Tòa Thánh Mẫu bị chập điện, cháy y mão cũng như một số vật dụng của điện Tam Tòa Thánh Mẫu. Việc làm Phật sự nay đã được tạm yên ổn, Phật sự đã được viên thành. Xin được tri ân đến toàn thể quý liệt vị. Và công việc tiếp theo là chuẩn bị ngày an vị mẹ vào ngày 16 tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần. Như vậy thì còn 6 ngày nữa, cũng như cung đón đại lễ của Phật Mẫu Diêu Trì ngày 18 tháng 10, tức Thập Bát Căn 10. Và hôm nay Huệ Nhẫn có vài lời tâm sự cùng quý vị Mạnh Thường Quân, quý Phật tử ân nhân kính mến. Thể theo lời kêu gọi của Hội Chữ Thập Đỏ huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, nơi đồng bào bà con dân tộc đang sinh sống trong mùa này rất khó khăn vì mùa vụ chưa tới, nên dự kiến ngày 25, 26 và 27 tháng 10, tức là sau một tuần lễ cúng Thập Bát Căn 10, nhân ngày khánh vía của Phật Mẫu Diêu Trì, Huệ Nhẫn muốn cùng với quý vị chúng ta làm một chút việc phước đức dâng lên trình với mẹ, báo công với mẹ nhân ngày khánh vía của Phật Mẫu Diêu Trì cung. Huệ Nhẫn vận động 300 phần quà đến với huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông để trao cho bà con dân tộc thiểu số đang sinh sống và trú ngụ nơi đó. Thưa quý vị, sau sự việc trùng tu xây dựng sửa sang lại điện Tam Tòa Thánh Mẫu, nhờ tình thương của quý Phật tử, quý vị ân nhân đóng góp, sau khi Phật sự viên thành còn dư lại một chút ít, Huệ Nhẫn góp vào việc từ thiện của huyện Cư Rút Đắk Nông. Bây giờ còn thiếu một chút ít, rất mong sự nhiệt tâm của quý vị, mỗi người 10 ký gạo, một thùng mì, sẽ giúp cho Huệ Nhẫn cùng đoàn của chúng ta về huyện Cư Rút Đắk Nông làm công tác thiện nguyện từ thiện sẽ thành công tốt đẹp. Xin tri ân quý ân nhân, quý Mạnh Thường Quân cô bác đã đóng góp cho việc trùng tu sửa sang điện Tam Tòa Thánh Mẫu đã được hoàn mãn. Xin thưa quý vị là còn dư một chút ít, Huệ Nhẫn sẽ góp vào kiến công tác từ thiện tại huyện Cư Rút Đắk Nông. Và nhân đây Huệ Nhẫn cũng kêu gọi vì bà con dân tộc ở huyện Cư Rút Đắk Nông rất khó khăn, mùa vụ chưa tới, nên quý Phật tử thương Huệ Nhẫn thì mỗi người một tay. Trong đạo Phật chúng ta có câu đông tay thì dỗ mới kêu, một con dỗ cánh cả đàn bay theo, thì Huệ Nhẫn cũng nguyện bay dỗ cánh để cho mọi người cùng theo, mỗi người một ít sẽ giúp cho chuyến từ thiện của chúng ta được thành tựu viên mãn. Chuyến đi sẽ được tổ chức ngày 25, 26, 27 tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần, nhằm ngày 18, 19, 20 tháng 11 Tây lịch 2022. Rất mong quý Phật tử cũng nhín thời gian tháp tùng cùng đoàn đến, đi đến nơi huyện Cư Rút Đắk Nông để trao quà cho bà con, thêm lòng tin và niềm vui đến với cô bác đồng bào dân tộc huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông.
mọi sự phát tâm, dù ít hay nhiều, nguyện nhận điều luôn trân trọng và tri ân tấm lòng của quý vị. Hy vọng mỗi người một thùng mì, một ký gạo sẽ giúp cho đoàn để hoàn thành nhiệm vụ công tác từ thiện tại huyện Cư Rút Đắk Nông. Rất mong quý Phật tử ai nghe được livestream này xin mở hàng đóng góp giùm Huệ Nhẫn, tiếp thêm nghị lực và niềm tin cho Huệ Nhẫn làm công tác từ thiện xã hội. Cuộc đời như bóng phù du, sớm còn tôi mất công phu lỡ làng, trong con để bước lên thoạt mẫu gài cặp quế đưa sang qua bờ, thấy con phận gái còn khờ, con ơi nên nhớ mẹ chờ nghe con. Đường tu gắn chi cho tròn, con nên nhớ mẹ lầu son mỏi mòn. Kỳ tam con chớ hững hờ, ngày nay gặp mẹ kịp giờ lo tu. Con ơi con chớ ngạo du, con đành để mẹ ngàn thu đợi chờ. Con ơi đừng giả tưởng mơ, trăm năm cuộc thế như cờ bị vây. Kỳ tam đài mây mở rộng, để tìm con cho khỏi lòng thân vàng. Tòa sen chớm nở đôi hàng, chờ con trở lại thiên đàng ban cho. Đường tu gặp cầm đắng đo, con nên gắn chí tầm cho phận đàng. Làm sống mẹ bước lên thoạt, con nên nhớ mẹ lầu vàng đợi trông. Làm con phải ráng hết lòng, được tu mở rộng ngồi trong con lành. Ngày nay gặp đạo chí thành, bền lòng theo mẹ đạo lành kỳ tam. Con ơi cuộc thế đừng ham, ráng ham hai chữ kỳ tam đạo màu. Làm sống hoàng mẫu khôi sầu, làm sao cho mẹ cắn cúng lầu mẹ vui. Nhìn con mẹ luôn ngậm ngùi, thấy con mà mẹ sụt rồi vì con. Cuộc đời lắm nỗi thôn doan, ráng tu cho đặng lo tròn lòng dân. Kỳ tam con phải xin cần, làm sống giữ hội lòng dân mẫu hoàng. Ráng xin để bước lên thoạt, kỳ tam con trễ coi nhàn mẹ trong. Con ơi phải ráng bền lòng, ngồi trên đài ngọc luôn đi trong con niềm. Khuyên con ráng giữ mối nhiệm, kỳ tam đại trẻ kể truyền nghe con. Tin cả
cạnh lầu son mẹ đợi, chốn bụi hồng con nghĩ ngợi ít chi. Con nên nghĩ đến từ bi nhớ lời mẹ đã một khi than dài. Mẹ ngồi nơi chốn chương đài nhìn con, mẹ mãi miệt mài trầm luân. Nhớ con mà mẹ lụy rưng, giá con ở lại chính vì tình mẹ nuôi. Chào mừng quý Phật tử đến với livestream trực tiếp tại đạo tràng chùa Minh Viên, huyện Nhẫn. Hôm nay là ngày 10 tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần. Chúc quý vị có một buổi trưa thật là ấm áp, thành công, vạn sự cát tường như ý. Và sau đây là lời kêu gọi của đạo tràng chùa Minh Viên đến với chuyến đi từ thiện tại huyện Cư Rút, Đắk Nông. Thưa quý Phật tử, quý vị ân nhân kính mến, việc sửa sang trùng tu điện Tam Tòa Thánh Mẫu Phật sự nay đã viên thành, còn dư được một số ít. Huệ Nhẫn lấy phương tiện đó để gom vào việc từ thiện tại huyện Cư Rút, Đắk Nông, để cho Phật tử chúng ta có thêm phước đức khi hay tân chập điện điện Tam Tòa Thánh Mẫu, trái y mão và một số vật dụng thờ cúng nơi đạo tràng điện Tam Tòa Thánh Mẫu chùa Minh Duyên. Quý Phật tử, quý vị ân nhân, nhất là ni sư Thích Nữ Thông Khánh trụ trì chùa Minh Đức cùng quý Phật tử và Phật tử Tâm Phúc đã nhiệt tâm ủng hộ, cũng như một số Phật tử thân thương ni sư Hậu Liên trụ trì chùa Phổ Hòa cùng quý ân nhân quý Phật tử và chị Tuyết Lương pháp danh Ngọc Minh cùng quý quyến và gia đình Phật tử anh chị em đã góp phần xây dựng sửa sang trùng tu điện Tam Tòa Thánh Mẫu hôm nay được thành tựu viên mãn. Và trong thời gian này quý vị vẫn tiếp tục để đóng góp, nhưng xin thưa quý vị là việc Phật sự đã được viên thành, chúng tôi sẽ tổ chức an vị mẹ vào ngày 16 tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần, và sau đó là ngày 25, 26 và 27 tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần, đoàn chùa Minh Viên chúng ta trực tiếp đến với huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông để thăm đồng bào dân tộc bà con huyện Cư Rút, Đắk Nông, thăm và tặng quà. Qua livestream này, Huệ Nhẫn trực tiếp kêu gọi sự phát tâm ủng hộ của quý Phật tử, mỗi người một thùng mì ký gạo sẽ giúp cho bà con dân tộc ở huyện Cư Rút, Đắk Nông thêm niềm tin, ấm lòng và vui tươi trong những ngày chào đón mùa vụ mới. Thể theo lời kêu gọi của Hội Chữ Thập Đỏ huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, bà con dân tộc nơi đó đang rất khó khăn, cần sự trợ giúp. Rất mong quý Phật tử, quý ân nhân, quý Phật, những người thương mến Huệ Nhẫn, mỗi người một tay sẽ giúp cho chuyến đi sẽ được thành tựu viên mãn và Phật sự viên thành. Xin cảm ơn Lê Phương đã đóng góp 200 kg gạo là 3 triệu đồng. Cảm ơn Lê Phương rất là nhiều. Cảm ơn cô Phượng Bà Rịa ủng hộ 1 triệu đồng. Mọi sự phát tâm của quý Phật tử chúng tôi xin được ghi vào danh sách và tri ân. Đến quý vị cũng như qua những buổi livestream, chúng tôi xin được tri ân trên buổi livestream trực tiếp từ đạo tràng chùa Minh Viên để minh bạch sự phát tâm ủng hộ từ thiện của quý vị, mà mọi sự thâu chi đều được minh bạch rõ ràng trình qua với thường vụ Hội Chữ Thập Đỏ thị xã Phú Mỹ, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, để báo cáo công tác làm từ thiện của chúng ta được minh bạch hơn. Xin được tri ân quý vị rất là nhiều. Ôi mẹ nát ruột vì thương con già,
chiều cùng dân đi bóng âm thầm buồn than. Nhắc đến dầm trang lễ ưa, nhớ con rồi mẹ chán chứa lệ sầu. Dìu con quay gót hoài đau đời, cho con khỏi tham sầu kỳ ma. Nhớ ngày lũy đổ chén hòa, con ơi con hỡi sao mà dội quên. Mẹ già mỏi đời kề bên, mẹ chờ tình ngõ rước lên linh ni tò. Con ơi tiên cảnh là nhà con, đành để mẹ kỳ ba trong chờ. Thương con lớn dài nhỏ khờ, mẹ không đành già lặng lơ phụ phàng. Con ơi tiên cảnh là nhàn, mẹ ngồi mẹ rước lên toàn bớ con. Đêm nằm đó lì cũng son, mẹ thương lập hỏi rồi con kể kỳ. Lắm qua mẹ mở tràn thi, con nào hữu chí dự thi hội này. Nhớ con thao thức đài mây, muốn sao con dạy lầu tay con về. Sao con chưa nghe cuộc đời, con đành để mẹ phương trời đợi trông. Chào Ngọc Bích, Lê Thị Mina, Phương Lê, Nguyễn Thị Phượng. Chào con Phượng, chào bà con Phật tử Cần Đức. Con ơi nam nữ đành lòng, đón tình để mẹ ngài trong đêm chờ. Đường tu con chớ bơ thờ, đường tu thoát khỏi mê mờ nghe con. Muốn gần mẹ chịu loạn thế tục, muốn thoát đời con phải dục thất tình. Lưới trời cao rộng tinh thâm, trong con mang nguyện ngọc kích đem về. Cung vàng cảnh quê nhà hạ, con sống chi đời quên hạ mà ham. Khổ đau sầu cũng phải cam, vui chi đó mà ham bớ trẻ. Diêu điện kỳ tam hạnh lẽ, tỳ bà kim khả nhẹ mẹ khuyên đời. Thương con mẹ mới cạn lời, vì nay mẹ đã sắp bài biên thiên. Thì hỏi mẹ đã lửa tiền, lửa con hiền danh về kiếm tiên đài. Nhớ con lệ nhỏ tuôn dài, cho nên mẹ mới hoặc khai môi đạo. Lửa đắm trai hiền gái thảo, sao con đành tâm phủi đạo mẹ hiền. Nhớ con lì mẹ bình yên, thương con trên chốn màn tiên đau lòng. Kính thưa quý Phật tử, quý vị ân nhân, để thần kính lập công dâng lên mẹ nhân ngày khánh vía Diêu Trì cung khánh đản của Phật mẫu Diêu Trì trăng mười thập bát,
Điện Tam Tòa Thánh Mẫu cũng đã được trang nghiêm. Với sự phát tâm trợ duyên của quý vị ân nhân, quý vị quan khách quý, quý Phật tử, linh tử, con mẹ, con cha gần xa, quý Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ, nay Điện Tam Tòa Thánh Mẫu Chùa Minh Viên đã được trang nghiêm. Để lập công dân lên mẹ, nhân ngày khánh vía của mẹ Diêu Trì Phật Mẫu Trăng Mười Thập Bát, vào ngày 25, 26 và 27 tháng 10 âm lịch, tức là sau lễ cúng vía một tuần. Đoàn công tác từ thiện xã hội Chùa Minh Viên của chúng ta sẽ đến với huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông để thăm hỏi đồng bào bà con dân tộc và tặng quà đến bà con nhân mùa vụ chưa tới. Qua livestream này, quỹ nhận trực tiếp kêu gọi sự phát tâm ủng hộ của cô bác Phật tử gần xa, những người yêu mến quỹ nhận, mỗi người một ký gạo thùng mì để giúp cho chuyến công tác từ thiện vào ngày 25, 26, 27 tháng 10 âm lịch sắp tới đây, để lập công bồi đức danh lên mẹ, kính trình mẹ nhân ngày khánh đản của Phật Mẫu Diêu Trì. Rất mong sự trợ duyên của quý Phật tử và thay mặt Điện Tam Tòa Thánh Mẫu, ban quý tế chúng tôi xin được tri ân tấm lòng của quý vị ân nhân đã giúp cho Điện Tam Tòa Thánh Mẫu đã được trang nghiêm và còn dư ra một số ít tịnh tài, chúng tôi xin góp phần vào chuyến công tác từ thiện xã hội đến với huyện Cư Rút Đắk Nông để lập công bồi đức và cầu mẹ, cầu chư thiên chư thần phù hộ gia trì cho quý vị được nhiều sức khỏe, luôn luôn an lạc và thành đạt trong cuộc sống. Xin tri ân tấm lòng quý báu của quý vị và mỗi người một ký gạo thùng mì sẽ giúp cho đoàn từ thiện chúng ta thành tựu viên mãn đến với huyện Cư Rút Đắk Nông vào ngày 25, 26 và 27 tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần, tức là ngày 18, 19 và 20 tháng 11 năm 2022. Rất mong sự trợ duyên của quý vị, sự giúp đỡ của quý vị dù ít hay nhiều, chúng tôi luôn tôn trọng và trân trọng cái sự phát tâm đó. Chúng tôi sẽ lập danh sách rõ ràng trình qua huyện hội chữ thập đỏ thị xã Phú Mỹ cũng như huyện Cư Rút Đắk Nông và được tri ân gửi bằng công đức đến quý vị, cũng như tri ân trong các buổi livestream trực tiếp như thế này. Xin phép để đọc phương danh của quý vị đóng góp, còn tịnh tài tịnh vật xin được giữ lại vì sự tế nhị này. Rất mong quý vị, hiện giờ chúng tôi đã nhận được sự phát tâm của cô Phượng Bà Địa và bạn cô Phượng, cũng như qua nick Facebook của Phương Lê đã đóng góp 3 triệu đồng cho chuyến công tác từ thiện. Rất mong sự trợ duyên của quý vị. Mọi sự phát tâm quý vị cũng liên lạc đến với đạo tràng chùa Minh Viên Huệ Nhận để giúp cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ và chuyến công tác từ thiện xã hội được thành tựu viên mãn. Có đến với bà con dân tộc của huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, quý vị mới thấy sự khốn khó đau lòng đến với bà con khi mùa vụ chưa tới, sự thiếu thốn đó. Chúng ta chia sẻ một phần nào đó qua một món quà tinh thần nho nhỏ làm ấm lòng của quý vị nơi đó. Cũng rất mong sự giúp đỡ của quý vị. Đây là lần thứ 5 người nhận đến với huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, Di Đà Phật. Nhớ con lì mẹ bình yên, thương con trên chốn màn tiên đau lòng. Nhớ là nhớ cảnh long đông, thương là thương trẻ khó trong quay về. Cho nên mẹ mới giữa kề ngày khuyên đêm dỗ con về mẹ vui. Nhìn con và mẹ ngắm ngùi đằng đêm giống ngọc chốn vui biển khơi. Thương con mẹ lửa con thời lửa sông rồi mẹ lập đời con vui. Mẹ thương con quá con ơi,
con đành để mẹ mẹ ngồi chờ ai. Thương ngày con gặp đắng cay, muốn con tốt khỏi trần ai cho rồi. Con ơi con hỡi con hỡi, con đành để mẹ đứng ngồi nhớ thương. Ngày nào giữ hội đông phương, ráng đi mẹ rước đại trước con vào. Cầm hương phương pháp ngạt ngào, con vào mẹ thương hồng đào cho con. Quá thương mẹ mới chịu lòng, lo cho con trẻ đầu son thanh nhàn. Cất lòng mẹ chẳng buồn than, miệng con mẹ đặng lên thọn mà thôi. Ngày đêm con ráng trao dồi chữ tu của mẹ là ngôi thiên đàng. Thương con đổ lệ đôi hàng, cho nên mẹ mở kim thoảng kỳ ba. Diêu cung lệ đổ chan hòa, con ơi nhớ mẹ vậy mà không con. Nhớ rằng mẹ khóc đại xót, nhớ ngày lập hội xa con dài thờ. Tu hành còn mãi u ơ, ngày nào con đặng kịp giờ thành công. Con đành để mẹ gánh công, con đành để mẹ lụy hồng đổ tuôn. Ngày nay mẹ quá đổi buồn, buồn cho con mẹ luôn tuôn trần mê. Buồn là thấy cầm hàm tê, ráng tu mẹ rước con về nghe con. Ngày mai mẹ đã lo tròn, giả con ở lại lầu xóm mẹ về. Một lần nữa, quỳ nhận xin được tri ân và cảm ơn sự yêu mến của quý Phật tử mạnh thường quân căn nhân gần xa đã giúp quỳ nhận hoàn thành được Phật sự tại điện Tam Tòa Thánh Mẫu, cũng như xin trân trọng giúp mời quý vị tham gia chuyến công tác từ thiện xã hội đến huyện Cư Rút Đắk Nông vào ngày 25, 26 và 27 tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và nhớ quý vị hùng phước theo khả năng của mình để giúp cho chuyến đi được thành tựu viên mãn. Nguyện nhận trân trọng kính chào tạm biệt quý vị và hẹn lại live stream gần nhất. A Di Đà Phật.